Hãy nhìn Liverpool đã Europa League kìa mọi người ơi. Xem có đáng sợ không kia chứ? 5-1 lượt đi trước Praha, 6-1 trong trận lượt về trên sân Anfield. Đoàn quân huấn luyện Jurgen Klopp đã giành quyền vào vòng tứ kết với tổng tỷ số là 11-2 sau 2 lượt trận. Chắc chắn Liverpool là cái tên mà không một ai trong 7 đội bóng còn lại muốn bốc vào nhất. Bởi gặp họ, tỷ lệ nắm cửa thua cao hơn. Vì đơn giản Liverpool mang đẳng cấp của Champions League kia mà. Có thể nói việc đội bóng đất cảng vắng mặt tại Champions League mùa này là điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng nó cũng là hệ quả cho những thành tích bết bát của The Cop ở một giải trước. Dù sao nó cũng đã xảy ra rồi, họ chỉ còn cách chấp nhận và đá giải đấu thấp hơn ở Europa League mà thôi. Hành trình tiến vào vòng knockout của Liverpool cũng không được coi là hoàn hảo, bởi họ đã phải nhận hai thất bại trước Toulouse và Wolfsburg. Nhưng các trận thua đó không làm cho người ta đánh giá thấp đi sức mạnh của đội bóng mà được coi là tai nạn của Liverpool mà thôi. Nó có vẻ khá đúng, bởi trận thua trước Wolfsburg, Klopp chỉ tung ra đội hình toàn những cầu thủ trẻ tuổi, chỉ 18-19 tuổi và không có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu. Cho đến thời điểm hiện tại thì Liverpool vẫn chưa có đủ 100% lực lượng mạnh nhất, vẫn còn 11 cầu thủ của lữ đoàn đỏ phải nằm trên giường bệnh, trong đó có những cái tên quan trọng như Alisson Becker, Diogo Jota, Ryan Gravenberch, Ibrahim Konate, Joel Matip và Trent Alexander-Arnold. Với những cái tên còn lại thì Liverpool vẫn thừa sức hủy diệt Praha tại vòng 1/8 UEFA Europa League. Chỉ trong có 15 phút đầu họ đã nã vào lưới các vị khách đến từ Cộng hòa Séc đến 4 bàn. Kết quả đã được ấn định từ quá sớm khiến cho Liverpool thi đấu thong dong trong những phút còn lại, nhưng họ vẫn có thêm được 2 bàn thắng nữa. Thậm chí Klopp còn rút ra những cái tên quan trọng như Walter Endo, Darwin Núñez, Joe Gomez ngay sau khi hiệp 1 khép lại để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hoặc ít được thi đấu nhiều hơn. Chúng ta có thể dễ hiểu bởi quyết định đó của ông thầy người Đức, bởi cuối tuần này họ sẽ có trận derby nước Anh với Man United tại tứ kết FA Cup. Việc để những trụ cột nghỉ ngơi là điều rất cần thiết. Có thể xem Europa League mùa giải năm nay đang hấp dẫn và cân bằng nhất từ trước tới nay, bởi chỉ cần nhìn vào 8 cái tên góp mặt tại vòng tứ kết mà xem. Ngoại trừ Liverpool thì Benfica, West Ham, Bayer Leverkusen, AC Milan, Marseille, Atalanta và AS Roma có ai dám nói rằng họ yếu hay không? Trong đó đối thủ đáng ngại nhất đối với Liverpool chính là Leverkusen. Đoàn quân huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn chưa biết thua là gì ở giải này. Dù cho có bị dẫn trước 0-2 vào rạng sáng nay, nhưng Leverkusen vẫn biết cách lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Trông có vẻ khá giống The Cop bởi họ cũng nhiều lần có những chiến thắng cảm xúc như vậy. Kịch bản đẹp nhất mà người ta có thể mong chờ ở sân chơi số 2 châu Âu là Liverpool đối đầu với Leverkusen trong trận chung kết. Nhưng cũng không biết chừng cả hai có thể gặp nhau sớm hơn, có thể là tứ kết hay bán kết chẳng hạn. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Liverpool rất muốn vô địch giải đấu này. Hay nói chính xác hơn, họ muốn vô địch tất cả các giải đấu mà mình tham dự. Bởi đây đã là mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp trong áo của Liverpool. Và chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng những chiếc cúp để tri ân 9 năm gắn bó của ông thầy người Đức tại Anfield đúng không? Chính vì thế mà các cầu thủ mỗi lần ra sân đều chiến đấu 100% công lực, bất chấp đối thủ có là ai đi chăng nữa. Và hơn hết, dù thi đấu ở Europa League, nhưng Liverpool lại mang cho mình đẳng cấp ở Champions League. Chính cái yếu tố đó giúp họ được đánh giá cao hơn tất cả những đội bóng còn lại có khả năng vô địch. Trong đó The Cop có tỷ lệ vô địch cao nhất khi đặt 5-6, Leverkusen là 3-10, trong khi Milan là 1-6. Vậy tại sao Liverpool lại được đánh giá cao đến như vậy? Đầu tiên chúng ta sẽ đến yếu tố người mộ. Hãy nhìn khán đài của sân Anfield mà xem. Dù nó không có sức chứa khủng như Old Trafford, Emirates hay Tottenham, nhưng lúc nào Anfield cũng chật kín khán giả, tỏa ra bầu không khí cuồng nhiệt. Mọi đối thủ đến đây đều cảm thấy áp lực trước bầu không khí mà họ tạo ra. Mỗi lần những vị khách có bóng là những tiếng huýt sáo to kinh khủng, những được tiết ra nhằm chấn áp tinh thần của những cầu thủ. Và quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Đứng trên băng ghế huấn luyện là một huấn luyện viên đặc nhân tầm, giỏi quản lý phòng thay đồ, cảm xúc của từng cầu thủ. Trên sa bàn là thứ bóng đá pressing khủng khiếp được xây dựng. Chính nó đã được Klopp vào đến 4 trận chung kết trong 10 năm qua, một Dortmund và 3 với Liverpool. Chỉ tiếc rằng cái duyên của ông với chiếc cúp tay vòi là không quá nhiều, với chỉ một lần đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng giúp ông trở thành một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Thầy giỏi thì tất nhiên trò cũng phải giỏi. Bộ khung cầu thủ mà Klopp xây dựng đã thấm nhuần triết lý bóng đá sâu sắc của ông thầy người Đức. Và dù có chia tay hàng loạt những công thần vào mùa hè này, nhưng ngay lập tức có những cái tên mới thay thế và hoàn thành tốt những trọng trách được giao. Chính vì thế mà những tân binh như Endo, Alistair, Szoboszlai đã hòa nhập với đội bóng mới và trở thành trụ cột như hiện nay. Huấn luyện viên của Sparta Praha Brian Priske đã không mấy vui vẻ về trận thua này và cho rằng lẽ ra Liverpool không được phép xuất hiện ở Europa League vì sức mạnh quá vượt trội. Tôi chẳng biết nói gì cả, nhưng lá thăm xui xẻo đã khiến chúng tôi phải đối đầu với Liverpool. Họ là đội bóng mạnh top đầu thế giới hiện nay
và những gì họ làm được trong hai trận lớn lượt đi và lượt về đã thể hiện điều đó. Thực lực, trình độ giữa chúng tôi và Liverpool là quá chênh lệch. Cách họ tiếp cận trận đấu, triển khai chiến thuật và ghi bàn trông chẳng có vết xước nào cả. Dù không muốn, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi ngưỡng mộ những gì mà Jurgen Klopp đã làm tại Liverpool. Chúng tôi đã từng gặp những đội bóng mạnh như Real Madrid, Galatasaray, nhưng Liverpool là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Lẽ ra, UEFA nên cấm Liverpool thi đấu tại Europa League vì Champions League mới là nơi họ thuộc về. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng họ sẽ vô địch giải đấu này và cả ngoại hạng Anh. Những phát biểu của Levin Praha cho thấy Liverpool mạnh và vượt trội như thế nào khi buộc phải thi đấu ở một môi trường khác xa Champions League. Họ có những cầu thủ mang đẳng cấp thế giới, chẳng hạn như Mohamed Salah. Với bàn thắng rạng sáng nay, tiền đạo người Ai Cập đã cán mốc 20 bàn thắng tại mùa giải này. Nó giúp anh trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên có được ít nhất 20 pha lập công trong 7 mùa giải liên tiếp. Trong suốt 131 năm thành lập của câu lạc bộ, chưa có một cái tên nào có thể làm được điều tương tự. Và có một chi tiết nữa là mỗi trận đấu Liverpool tại Europa League, họ đều cầm bóng hơn 60% mỗi trận. Điều đó cho thấy họ trên cơ so với đối thủ của mình như thế nào. Hay thậm chí tung ra đội hình rất mạnh để đá với Praha rạng sáng này. Chỉ cần 4 bàn thắng ngay trong 15 phút đầu tiên là số phận trận đấu đã được an bài. Sau đó, Klopp rút những trụ cột ra và thay những cầu thủ trẻ và thi đấu rất chi là ung dung trong khoảng thời gian còn lại. Chỉ có những đội bóng tỏ ra ao trình so với đối thủ mới có thể làm được những điều như vậy. Với những gì đã thể hiện, nhiều người nói rằng suất tham dự Champions League lẽ ra nên thuộc về Liverpool chứ không phải là Man United hay Newcastle. Nhưng nói như thế chẳng khác nào phủ nhận mọi nỗ lực mà hai đội bóng kia đã cất công gây dựng ở mùa giải năm ngoái. Dù sao, với đẳng cấp của mình thì họ sẽ sớm trở lại Champions League mùa giải tới mà thôi. Hơi đáng tiếc khi mùa giải cuối cùng của Klopp thì Liverpool lại chẳng thể chinh chiến ở đấu trường danh giá như Champions League. Nhưng dù sao, nó cũng là một trải nghiệm khá đáng nhớ bởi đã khá lâu rồi Liverpool chưa quay lại đấu trường này, thể hiện cái uy của mình và vô địch giải đấu xong rồi trở lại Champions League cũng chưa muộn đúng không? Trước mặt họ vẫn còn trận tứ kết, bán kết rồi chung kết nữa. Dù bóng đá là câu chuyện của 90 phút trên sân, trước khi bóng chưa lăn thì chúng ta chưa thể biết được điều gì có thể xảy ra. Nhưng với những gì đã làm được trong khoảng thời gian qua, không khó khi nhận ra rằng Liverpool quyết tâm cho giải đấu này là lớn như thế nào. Dù họ còn ngoại hạng Anh, FA Cup trước mắt, đã có nhiều người nghĩ rằng sẽ chỉ thi đấu tà tà giữ chân ở Europa League để tập trung cho ngoại hạng Anh. Nhưng hãy nhìn vào cái sự tà tà của họ lại có thể áp đảo được đối thủ đến như vậy, thì đẳng cấp của Liverpool là vượt trội hoàn toàn so với giải đấu này. Ăn bốn ở mùa giải này hay sao? Nghe thì có vẻ hơi khó, nhưng đó chính xác là những gì mà cổ động viên Liverpool rất muốn xảy ra. Ta hãy cùng chờ đợi xem liệu đoàn quân của Jurgen Klopp có thể làm được điều đó vào cuối mùa giải hay không.